Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn cách tự động tương tác comment, like Instagram theo UID bằng phần mềm Instagram Plus. Trước tiên các bạn mở phần mềm Instagram Plus lên. Sau đó vào tab đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Instagram. Tại đây thì các bạn sẽ đăng nhập nick Instagram vào phần mềm. Các bạn nên đăng nhập bằng cookie để hạn chế checkpoint. Các bạn có thể xem cái hướng dẫn login cookie ở phần này. Sau đây mình sẽ đăng nhập bằng cookie vào phần mềm. Các bạn có thể đăng nhập nhiều nick để sử dụng bằng cách sử dụng cộng tab. Mỗi tab đăng nhập một nick và không giới hạn nick. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn sẽ vào tab tương tác comment like theo UID. Tại đây các bạn có thể tương tác comment hay là tương tác like theo UID nhằm tăng cái độ thân thiện cho nick của bạn cũng như là tăng cái khả năng hiển thị khi mà bạn post bài. Ở đây nếu mà các bạn đã có một cái danh sách UID Instagram có sẵn thì các bạn có thể mở cái danh sách đấy ở phần này. Để tương tác thì lưu ý là cái tệp UID đó phải để file TXT, mỗi dòng một UID Instagram. Các bạn có thể mở ở phần này để theo dõi, hoặc là các bạn có thể tìm trực tiếp UID ở phần này để tương tác comment like. Ví dụ ở đây các bạn có thể nhập link profile hoặc là UID Instagram, sau đó tìm ra danh sách follower hoặc là following của profile đó để mình tương tác. Ví dụ như ở đây, mình sẽ copy cái link profile này, gắn vào đây, click follower thì sẽ tìm được những cái người đang follow profile này, hoặc là following sẽ tìm ra những cái người mà profile này đang theo dõi. Sau khi tìm được danh sách rồi thì các bạn có thể tương tác like hoặc là tương tác comment. Like thì các bạn sẽ tích vào phần like bài viết. Muốn comment thì các bạn tích vào phần comment. Sau đó thêm để thêm nội dung mới. Các bạn có thể sử dụng dạng spin để đăng random. Chọn thêm sẽ thêm được cái nội dung comment ở đây. Tích vào đây thì sẽ không comment ảnh hay là bài viết mà mình đã like rồi. Và mình có thể chọn được cái số bài viết mình muốn tương tác trên một người. UID ở đây để là 1 thì sẽ tương tác một bài của một người. Thời gian delay ở đây các bạn nên để từ 200 đến 300 giây. Thì sau khi mà tương tác được một người thì 200 giây đến 300 giây sau thì sẽ tương tác người kế tiếp. Sau đó thì các bạn có thể chọn bắt đầu để tự động tương tác. Nó sẽ tương tác lần lượt những cái người trong danh sách mà các bạn vừa tìm được. Ở đây sẽ hiện cái lịch sử, đã like tức là đã tương tác like thành công, comment tức là đã comment thành công. Tiếp theo là các bạn có thể tìm được những người like hoặc là comment một cái link bài post trên Instagram và mình tương tác với người đó. Trước tiên thì mình sẽ copy cái đường link của bài post trước, mình sẽ click vào ảnh, copy toàn bộ cái đường link, sao chép và gắn vào đây. Tìm người like, mình tích vào like, comment thì tích vào comment, cả người like và comment thì tích vào like cộng comment, sau đó chọn tìm UID này. Thì ở đây sẽ hiện ra tất cả những cái người like và comment cái link bài post này. Sau đó các bạn có thể chọn bắt đầu để tự động tương tác. Hoặc là các bạn có thể tìm được những cái người like hay là comment những cái bài viết ở trên link một profile. Ví dụ như profile này, mình sẽ copy cả link profile, gắn link profile ở đây, tìm ra những cái người like, có thể nhập số bài mình muốn quét, 5 bài chẳng hạn, chọn tìm UID, thì nó sẽ quét được cho bạn tất cả những cái người đã like bài viết trên những cái bài của profile này. Hoặc là các bạn có thể tìm theo ngày, thì các bạn có thể chọn ngày ở phần này. Chọn tìm UID. Thì nó sẽ tìm ra tất cả những cái người đã like những cái bài viết đã đăng kể từ ngày này. Sau đó các bạn có thể chọn bắt đầu để tự động tương tác.